Chào mừng các con học sinh đã đến với giờ học toán lớp 2, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Để học tốt bài học hôm nay, các con hãy cùng chuẩn bị. Sách giáo khoa toán lớp 2, tập 2, vở bài tập toán lớp 2, tập 2, vở, bút. Chắc là các con đã chuẩn bị đầy đủ rồi đúng không nào? Chúng ta cùng bắt đầu buổi học hôm nay nhé bây giờ các con hãy cùng với ếch xanh tham gia một trò chơi có tên là ếch qua sông ếch xanh muốn qua sông để đến bên bờ bên kia để qua được sông ếch phải nhảy lên các lá sen các con hãy giúp ếch xanh qua sông bằng cách điền các số còn thiếu vào dấu chấm hỏi trên các lá sen nhé các con đã sẵn sàng chưa nào chúng ta cùng tham gia trò chơi nhé ớt xanh bắt đầu nhảy lên lá sen có số 100, rồi đến lá sen có số 200. Tiếp theo sẽ là số mấy các con? À, đó là số 300. Theo các con, lá sen tiếp theo sẽ là số mấy? Số mấy? À, chúng ta sẽ điền 400 vào lá sen tiếp theo. Ếch xanh tiếp tục nhảy lên lá sen có số 500. Lá sen tiếp theo sẽ là số mấy nào các con? Các con hãy điền số nào? À, lá sen tiếp theo sẽ là số 600. Ở xanh tiếp tục nhảy lên lá sen số 700. Lá sen tiếp theo là số mấy? Các con hãy suy nghĩ và điền nào. À, lá sen tiếp theo sẽ là số 800. Ở xanh tiếp tục nhảy lên lá sen. Số 900. Theo các con, số trên lá sen cuối cùng là số mấy? À, đó là số 1000. Thế là ếch xanh đã qua được xong rồi. Bằng cách tìm các số tròn trăm, các con đã giúp ếch xanh qua được xong rồi. Bây giờ chúng ta cùng đọc lại các số tròn trăm nhé. 100 200 300 400 500 600 700 100 900 1000 Vậy là các con đã nhận biết đọc và viết được các số tròn trăm. Hôm nay cô sẽ tiếp tục hướng dẫn để các con nhận biết đọc và viết được các số tròn chục ở bài 49 các số tròn trăm, tròn chục. Tiết 2 các số tròn chục trang 45 46. Trong bài học hôm nay, các con sẽ nhận biết được, biết đọc và viết các số tròn chục, xếp thứ tự các số tròn chục, củng cố kỹ năng ước lượng số lượng đồ vật theo số tròn chục. Bây giờ các con hãy mở sách giáo khoa trang 45, 46. Các con đã sẵn sàng rồi đúng không nào? Bây giờ cô và các con cùng bắt đầu hoạt động khám phá để nhận biết các số tròn chục nhé cô có một bảng gồm các cột nghìn trăm chục đơn vị viết số đọc số bây giờ các con hãy quan sát và cho cô biết có mấy ô vuông à có một chục ô vuông có một chục ô vuông cô sẽ viết một vào cột chục viết không vào cột đơn vị số gồm một chục không đơn vị ta viết viết một trước viết không sao đọc là 10 tiếp tục các con hãy quan sát và cho cô biết có bao nhiêu ô vuông à có 100 ô vuông ta thấy một hình vuông lớn có 100 ô vuông 100, ta viết số 1 vào cột trăm. Viết số 0 vào cột chục. Viết số 0 vào cột đơn vị. Số gồm 100, không chục, không đơn vị. Ta viết 1 ở cột trăm trước, đến 0 ở cột chục. Và cuối cùng là 0 ở cột đơn vị. Đọc là 100. Các con tiếp tục quan sát và cho cô biết có bao nhiêu ô vuông. À, ta thấy có hai hình vuông lớn. Mỗi hình vuông lớn có 100 ô vuông. Vậy, hai hình vuông lớn có 200 ô vuông. Ta viết 2 vào cột trăm. Và có thêm một chục ô vuông nữa. Vậy ta sẽ viết một vào cột chục không vào cột đơn vị. Số gồm 200, chục, không đơn vị. Ta viết 2 ở cột trăm trước, đến 1 ở cột chục, và cuối cùng là không ở cột đơn vị. Ta đọc là 210. Các con tiếp tục quan sát và cho cô biết có bao nhiêu ô vuông. À, ta thấy có 6 hình vuông lớn, vậy là có 600 ô vuông. Ta sẽ viết 6 vào cột trăm. Và có 50 ô vuông, vậy ta sẽ viết 5 vào cột chục, 0 vào cột đơn vị. Số gồm 600, 50, 0 đơn vị. Ta viết 6 ở cột trăm trước, viết 5 ở cột chục và cuối cùng là 0 ở cột đơn vị đọc là 650. Các con tiếp tục quan sát nhé. Các con hãy cho biết có bao nhiêu ô vuông? À, ta thấy có 9 hình vuông lớn, vậy là có 900 ô vuông, ta sẽ viết 9 vào cột trăm. tiếp theo là có 9 chục ô vuông. Ta sẽ viết 9 vào cột chục, không vào cột đơn vị. Số gồm 900, 9 không đơn vị. Ta viết 9 ở cột trăm đến 9 ở cột chục, không ở cột đơn vị. Đọc là 990. Chúng ta cùng quan sát. Các con hãy cho biết có bao nhiêu ô vuông? À, ta thấy có 10 hình vuông lớn. Vậy là ta có 10 trăm ô vuông. 10 trăm còn đọc là 1 nghìn. Vậy ta có 1 nghìn ô vuông. Ta viết 1 vào cột nghìn. 0 vào cột trăm. 0 vào cột chục. 0 vào cột đơn vị số gồm một nghìn không trăm không chục không đơn vị ta viết như sau ta viết một ở cột nghìn đến 0 ở cột trăm viết không ở cột chục và cuối cùng là không ở cột đơn vị ta đọc là một nghìn bây giờ chúng ta cùng đọc lại các số vừa viết nhé 10 100 210 650 990 1000 Các con hãy quan sát các số vừa viết và cho biết có điểm gì chung? À, các số vừa viết có điểm chung là có chữ số 0 ở sau cùng. Vậy các số tròn chục đều có chữ số đơn vị là 0. Bạn robot nói các số 10, 20, 30 và còn nhiều số tròn trục nữa đến 990, 1000 là các số tròn trục, đúng không các con? À, đúng rồi, vì các số tròn trục đều có số đơn vị là 0. Bạn Mai nói, các số tròn chục đều có số đơn vị là 0. Các con cùng nhắc lại lời của bạn Robot và bạn Mai nhé. Các số 10, 20, 30 còn nhiều số tròn chục đến 990, 1000 là các số tròn chục. Các số tròn chục đều có số đơn vị là 0. Các con lưu ý Số tròn trăm cũng là số tròn chục nữa nhé. Cô vừa hướng dẫn giúp các con nhận biết, đọc viết được các số tròn chục. Bây giờ chúng ta cùng vào hoạt động với bài 1. Số Có hai dãy số. Các dãy số này là các số như thế nào? Quan sát ta thấy các số Điều có số đơn vị là 0. Như vậy, đây là dãy số các số tròn chục. Các con thấy dãy số từ 210 ta điếm thêm một chục ta được 220. Các con hãy dựa vào thứ tự các số tròn chục để viết các số vào dấu chấm hỏi nhé. Các con bắt đầu thực hiện. Các con đã hoàn thành chưa nào? Chúng ta cùng sửa bài nhé. Các con thấy từ số 210 ta điếm thêm một chục, ta được số 220. 220 điếm thêm một chục, ta sẽ được số mấy? À, đó là số 230. 230 điếm thêm một chục, ta được số 240. 240 điếm thêm chục đến 250 rồi đến 260. 260 đếm thêm một chục ta sẽ được 270. 270 đếm thêm một chục ta được 280. Đến 290 đến 300. Số 300 là số tròn trăm cũng là số tròn chục nhé các con. Thế là chúng ta đếm thêm một chục để điền được các số tròn chục vào dấu chấm hỏi rồi. Chúng ta cùng sang câu B nhé. Ở dãy số này, để điền số vào ô vuông có dấu chấm hỏi, ta cũng dựa vào thứ tự các số tròn chục. Số tròn chục trước 720 là số nào các con? À, đó là số 710. 710 điểm thêm một chục ta được 720. 720 đếm thêm một chục ta được 730. 730 đếm thêm một chục được 740. Bây giờ 740 đếm thêm một chục là số mấy các con? À, đó là số 750. 750 đếm thêm một chục ta được số 760. Đến 770 770 đếm thêm một chục ta được 780. 780 đếm thêm một chục ta được 790 và đến 800. Vậy là ở bài tập này chúng ta đã dựa vào thứ tự các số tròn chục, đếm thêm một chục, viết được các số tròn chục vào dấu chấm hỏi. Bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nhận biết số tròn chục ở bài 2 nhé. Chúng ta cùng sang bài 2. Các con hãy quan sát và điếm số ô vuông, rồi điền số vào dấu chấm hỏi nhé. Ta thấy mỗi hình vuông lớn có 100 ô vuông. Vậy bây giờ các con hãy cùng điếm xem có bao nhiêu ô vuông nhé. Chúng ta cùng đếm 100 200 300 Vậy là ta có 300 ô vuông và thêm một chục ô vuông nữa. Vậy là ta sẽ viết được số 310 vào dấu chấm hỏi. Tương tự, các con hãy điếm số ô vuông và điền số vào dấu chấm hỏi nhé. Các con bắt đầu thực hiện. Các con đã hoàn thành chưa nào? Chúng ta cùng bắt đầu sửa bài nhé. Bây giờ chúng ta cùng điếm số ô vuông. 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900. Vậy là ta có 900 ô vuông, ta sẽ ghi 900 vào dấu chấm hỏi. Tiếp tục chúng ta cùng điếm. 100,

580 Ở đây chúng ta cùng đếm một chục, hai chục, ba chục, bốn chục, năm chục. Vậy ta có năm chục ô vuông. Ta sẽ ghi năm mươi vào dấu chấm hỏi. Chúng ta cùng tiếp tục đếm một trăm, hai trăm, ba trăm, bốn trăm, năm trăm, sáu trăm. 700, 800. Có 800 ô vuông, ta sẽ ghi 800 vào dấu chấm hỏi. Vậy là ở bài tập 2 này, các con đã điếm số ô vuông và viết được số tròn trăm, tròn chục vào dấu chấm hỏi. Bây giờ, chúng ta cùng ước lượng số viên kẹo cùng bạn robot ở bài 3. Các con cùng đọc yêu cầu với cô. Bài 3, số Em hãy ước lượng số viên kẹo trong mỗi lọ theo số tròn chục. Vậy là các con sẽ ước lượng số viên kẹo trong mỗi lọ theo số tròn chục. Quan sát các con thấy lọ 1 có khoảng 10 viên kẹo, lọ 2 có khoảng 20 viên kẹo. Nhiệm vụ của các con là ước lượng để tìm xem số viên kẹo ở ba lọ còn lại viết số vào dấu chấm hỏi các con có thể ước lượng bằng cảm giác hoặc điếm số tầng kẹo các con bắt đầu thực hiện Các con đã ước lượng được mỗi lọ có bao nhiêu viên kẹo chưa? Chúng ta cùng ước lượng nhé. Chúng ta sẽ ước lượng số kẹo theo tầng. Các con thấy ở lọ đầu tiên có một tầng kẹo, vậy là lọ 1 có khoảng 10 viên kẹo. Ở lọ 2 có hai tầng kẹo, vậy là ở lọ 2 có khoảng 20 viên kẹo. Bây giờ các con quan sát lọ 3, chúng ta cùng đếm số tầng kẹo. 1 2 3. Vậy là ở lọ 3 có 3 tầng kẹo. Vậy là có khoảng 30 viên kẹo. Ở lọ thứ tư chúng ta cùng đếm số tầng kẹo nào. 1 2 3 4 5. Vậy là ở lọ thứ tư có khoảng 50 viên kẹo. Ở lọ cuối cùng, chúng ta cùng đếm số tầng của các viên kẹo. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vậy là có 10 tầng kẹo, vậy ở lọ thứ 5 này có khoảng 100 viên kẹo. Ở bài tập này, chúng ta ước lượng số viên kẹo bằng cách đếm số tầng để biết được chính xác các số kẹo. Các con có thể điếm nhé. Các con thân mến, như vậy là cô đã giúp các con nhận biết, đọc và viết được các số tròn trục. Ở nhà, các con hãy ôn lại bài và xem trước bài 50, so sánh các số tròn trăm tròn trục để chuẩn bị cho bài học sau. Cô chúc các con chăm ngoan, học giỏi hoàn thành tốt các nhiệm vụ học tập ở nhà của mình cô chào tạm biệt các con